Minh Châu xin chào toàn thể các anh chị và các bạn hữu gần xa. Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam sắp đến, Minh Châu làm cái clip này riêng tặng cho các đấng mài râu. Các đấng mài râu thôi nha, các phụ nữ không có được đâu nha. Và cái clip này thì toàn là rượu bia không à cả nhà. Rượu bia của Nhật, rượu ngoại cũng có. Và đây là những cái chai rượu sake. Sake đủ loại hết. Và ở đây thì nó có đủ giá tiền hết cả nhà. Lớn nhỏ gì, chai lớn chai nhỏ gì cũng có hết. Đủ giá tiền hết, tùy mình lựa chọn và mua rồi đem về nhà. Chứ không có phải là lấy rồi đem về nhà đâu nha, phải mua đàng hoàng nha. Và đây là rượu sake màu trắng. Và rượu sake đó là các bạn biết không, mùa đông này nè, Minh Châu nghe nói thôi ha, các bạn mang về xong rồi cái hâm nóng á, sake trắng á, hâm nóng uống rất là ngon. Và uống mà xỉn lúc nào cũng không có hay luôn. Sake trái cây cũng có. Các bạn ơi, xem cái video này có nhiều khúc nó bị nhanh đó nha cả nhà. Xoay chiều nhanh đó là tại vì có người quản lý ở đây, họ đi tới, họ sợ họ đi tới đi lui đó, rồi mình quay cho nó xuống hoặc là quay nhanh qua. Ở đây không có cho quay video cả nhà. Đây là rượu ngoại. Các bạn ơi, các bạn đám cưới ơi, cứ tự nhiên lựa chọn nha. Rồi ngồi nhâm nhi trong 3 ngày Tết. Nhâm nhi ngóng, ngó. Các bạn muốn chọn loại nào thì cứ tự nhiên mà chọn nha. Rượu này hình như rượu của Nga là phải ạ. Hôm nay là ngày cuối tuần nên người ta đi chợ cũng khá đông. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi nhà. Và đây là các món đồ để mình nhâm nhi, mình gọi là đồ nhắm đó không cả nhà. Mồi để nhâm nhi với rượu.
bia cũng đủ loại hết cả nhà, đủ mùi. Bia cũng có bia trái cây, đây là rượu sake. Đây là bia. Và nhân dịp năm mới 2020 sắp đến, mình chúc cho toàn thể các anh chị, các bạn hữu gần xa một mùa xuân an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và nhiều may mắn trong công việc làm ăn của mình, vạn sự như ý, phát tài phát đạt. Bên kia là bà con đang đứng xếp hàng để tính tiền. Đây là bia. Video của Minh Châu tới đây cũng xin tạm dừng nha cả nhà. Minh Châu chúc cho toàn thể cả nhà chúng ta có nhiều sức khỏe. Và nếu thấy video hay thì cho Minh Châu xin một like, share và subscribe. Minh Châu chân thành cảm ơn cả nhà. Và Minh Châu xin tạm dừng đây nha cả nhà. Bye bye.